Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S1002. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một nhân vật nữ rất là quen thuộc với chúng ta, đó chính là Sang Sang Quyên. Và hôm nay thì nhân vật chính của mình sẽ chơi môn phái Ngà My anh em ạ, kết hợp cùng với Tàn Kiếm và Võ Đan nha. Rồi, Ngà My hỗ trợ búp máu cho các thành viên trong team. Thật ra cái trận này có lẽ Ngà My chỉ cần hỗ trợ cho Tàn Kiếm thôi anh em ơi. Võ Đan chúng ta có khả năng hồi máu rất tốt rồi. Như vậy là Ngà My đã có được quyển bí kíp rất quan trọng đầu tiên, đó chính là chiêu Thiên Vũ Bảo Luân. Ủa, mình mở rương cho ta, sao thấy còn cái rương vậy anh em? Hey, hình như bị lắc thì phải. Rồi, chúng ta có thêm một con ngựa nữa anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Võ Đan đã di chuyển sang khu vực số 24 rồi. Bên này có team Bá Đao, Cung Lôn và một Thiếu Lâm nữa em ạ. Khả năng đây là một team treo rất cao. Hiện tại chúng ta đang bị khống chế, nhưng Ngà My đã đặt được vòng để hỗ trợ máu cho đồng đội rồi. Và chúng ta vẫn còn một Cung Lôn. Cung Lôn đó bắt Ngà My rồi, rất nguy hiểm. Hai đồng đội ơi, cứu. Hiện tại Ngà My một chấm máu anh em à. Một chút xíu nữa thôi là Ngà My sẽ phải lên bài điểm số rồi. Tại đầu mấy con Cung Lôn thì nó rất là nguy hiểm anh em ơi, mình phải cẩn thận một chút nha. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chết thêm lượt tài nguyên tiếp theo. Và không biết mọi người sẽ di chuyển về khu vực nào ở những bước tiếp theo đây. Wow, thương nhân rất xa anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì, đó là farm thêm lính để kiếm tài nguyên. Rồi, Ngà My đã hồi phục lại cho các thành viên chúng ta một lượng máu rất ổn áp rồi anh em ạ. Chúng ta có một viên máu ơi, Tàn Kiếm ơi, trời, Ngà My yếu máu mà không cho cắn nữa. Trời, báo quá nhà, xíu hồi tôi búp máu cho gán chịu á. Xíu hồi Ngà My giận không búp máu nè anh em. Như vậy các thành viên mình đã nhả lại một cái phòng thủ cho Ngà My. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị di chuyển sang khu vực số 10 rồi. Bên này có Minh Giáo, Thiên Nhẫn. Dường như đây lại là một team treo nữa rồi anh em ạ. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mở rương và chúng ta chờ đợi ảo tượng xuất hiện nha. Tiếp tục quay trở lại khu vực số 25. Và bây giờ các thành viên mình lại tiếp tục farm lính tại khu vực số 25 anh em ạ. Khả năng chúng ta sẽ di chuyển xuống khu vực số 9. Mình thấy là Võ Đan đang chuẩn bị rồi đó anh em. Rồi, tiếp tục đi chích tài nguyên bà con ơi. Một cái rương và ảo tượng xuất hiện ngay khu vực số 9 rồi. Các thành viên chúng ta vẫn rất bình tĩnh. Mở tài nguyên trước. Và bây giờ thì Tàn Kiếm ơi, bên kia mở rồi Tàn Kiếm ạ. Tàn Kiếm này chăm chỉ quá anh em. Và chúng ta di chuyển về khu vực số 9 rồi. Có team, đó là một Thiếu Lâm, có quần thể Kim Cang, cả Minh Giáo, có quân nữa, thêm một Tiêu Dao. Nhưng chúng ta vẫn lao vào để khống chế và kết thúc Tiêu Dao team này bạn. Như vậy là Tàn Kiếm chúng ta đã bị dùng đam. Ngà My đã búp hỗ trợ và với hai cái quần thể Kim Cang từ bạn buộc lòng phải rút lui luôn em ạ. Trong tình huống vừa rồi phải nói là team của mình rất tỉnh táo khi đối đầu với một đội hình có hai cái quần thể Kim Cang và trong đó có cả một Minh Giáo khắc hệ với chúng ta. Rồi, ngon lành, bây giờ thì mở rừng xong chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực số 2. Ôi, chạy qua khu 3 luôn em ơi, bên đó có thêm một cái ảo tượng nữa. Đó là một Minh Giáo và Thiếu Lâm. Động lòng được rồi, Minh Giáo đang bị nhốt. Và bây giờ thì Minh Giáo một lòng phải bỏ chạy nè mà. Trong khi đó thì các thành viên chúng ta đã kết thúc được Thiếu Lâm. Wow, mình thấy ảo tượng khu vực số 5 cũng còn luôn kìa em ơi. Ủa, mấy cái team trong bản đồ này đâu rồi, không mở ảo tượng gì hết trơn vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển về khu vực số 4 nào. Tàn Kiếm vẫn đang chờ đợi hồi phục kỹ năng. Ngà My là môn phái hỗ trợ chủ động rất tốt trong tâm anh em ạ. Và các kỹ năng của Ngà My có hai kỹ năng tạo đàm khá to. Đó là chiêu số 2, Giang Hải Ngưng 3 và Bạch Lộ Ngưng Xương. Chúng ta có giao tranh tại khu vực số 5 rồi. Ngà My đội bạn đã phải ngã xuống, đội bạn vẫn còn Tàn Kiếm thức tỉnh và... còn con gì nữa vậy anh em? Hình như là hai Tàn Kiếm anh em ơi. Chúng ta đã kết thúc được một Tàn Kiếm rồi, vẫn còn một môn phái
Rồi xong thằng kiếm chạy ra đây cũng ra đi luôn mà chúng ta đang bị yếu máu. Khu vực số 4 đang có một team khác. Ui, team bên kia là hai con tàn kiếm nha, một con Ngami, một đội hình rất là mạnh anh em ạ. Nhưng mà có lẽ chúng ta với ưu thế có bạo kích từ tàn kiếm và vỏ đen đã tạo nhiều sát thương hơn. Bây giờ thì các thành viên của mình tiếp tục hồi máu và mở rương. Như vậy là hiện tại thời gian của vòng số 1 chỉ còn khoảng 30 giây nữa là kết thúc. Và các thành viên của mình đang bị giao tranh rồi. Một cái lock, khả năng vỏ đen của mình sẽ phải lên bàn điểm số. Nhưng mà một team rất mạnh luôn rồi. Như vậy vỏ đen đã ngã xuống, tàn kiếm chúng ta một chấm màu. Và tàn kiếm cũng phải ngã xuống luôn rồi. Đội bạn có vỏ đen, có tàn kiếm và một tiêu dao nữa. Rồi xong, bây giờ thì Ngami của mình buộc lòng phải đi solo cái trận tầm 3 này. Kèo khó cực kỳ nha anh em ơi. Bởi vì Ngami đi solo ở thời điểm này rất là nhạy cảm. Ngami chỉ solo mạnh khi chúng ta về đến vòng cuối và còn những team lẻ thôi anh em ạ. Nhưng mà theo quan sát hiện tại của mình thì trong bản đồ này còn rất nhiều những team 3 cầm tay rất mạnh. Và cơ hội nào cho Ngami để chiến thắng được trận tầm 3 này đây. Vừa thoát khỏi chiêu lướt của Cung luôn. Khá căng anh em ạ. Bây giờ Ngami sẽ tìm cách sinh tồn. Chúng ta có thương nhân tại khu vực số 5 và số 8. Như vậy khu vực số 7 đã trống rồi. Bây giờ thì chúng ta chờ đợi chết tài nguyên. Hết sức cẩn thận anh em ạ. Rồi tiếp tục di chuyển sang khu vực số 6 để chết tài nguyên một cái tăng tốc độ di chuyển cho anh em. Khu vực số 6 trống. Chúng ta chạy về đến khu vực số 18 để tiếp tục chết tài nguyên rồi anh em ơi. Thời điểm này là thời điểm Ngami anh em cần phải nâng lực chiến lên trước nha. Đây là thời điểm Ngami không thể nào đánh hộ báo được. Bởi vì Ngami không hộ báo được giai đoạn này anh em ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục mở rương và mua đồ. Ui, không còn cái gì để cho anh em mua luôn. Như vậy Ngami đã chuyển hướng di chuyển sang khu vực số 7. Như vậy là chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực số 8. Đó, thường nhân rất chóng luôn. Ui, không mua đâu à. Có con gì kìa nè. Minh giáo. Minh giáo rất tỉnh và Ngami cũng rất tỉnh anh em ạ. Vẫn còn hai quyển tăng bí kíp, một tăng cấp ngựa và chúng ta mua full cường hóa. Công việc mua đồ đã xong rồi thì bây giờ anh em sẽ mừng cái quần đùi gì đây. Rồi, bây giờ chỉ có thể đi chết rương, chết tài nguyên và tìm những cái thời cơ để chúng ta ăn hồi anh em ạ. Anh em cứ từ từ nha, mình cứ việc chết rương thôi, không cần phải vội vàng gì cả. Chờ đến ảo tượng đi, các team giao tranh với nhau thì mình sẽ tiếp tục. Ui, đó là team lúc nãy, có lẽ là team lúc nãy đã kết thúc 3 thành viên, à không, 2 thành viên trong team chúng ta. Chúng ta có quân rồi, quay trở lại khu vực số 5. Như đội bạn đang ở đây, đúng rồi, đặt vòng, bắt được tàn kiếm rồi anh em ạ. Mất rất nhiều máu, tàn kiếm lên bị ít và như vậy là chúng ta chuẩn bị rút lui. Tàn kiếm và tiêu dao lẫn vỏ đen đều rất tỉnh nha anh em ơi. Như vậy chúng ta đang có một team nữa tại khu vực số 8. Một Minh giáo. Minh giáo xuống ngựa, Minh giáo rất là hộ bảo luôn. Gặp Ngami mà Minh giáo lao vào như một vị thần luôn anh em ạ. Nhưng mà Ngami team mình vẫn rất điềm tĩnh. Chúng ta cứ nhịn đi nào. Giờ mình nhịn đi anh em xíu. Mình tiễn nó lên bảng điểm số đầu tiên luôn anh em ạ. Ghim để đó nha anh em. Mình giáo nha. Nhớ cái mặt nha. Nãy tán tôi. Bây giờ tôi cứ việc. Lên đồ trước đã anh em ơi. Như vậy là chúng ta có ảo tường xuất hiện rồi. Ảo tường khu vực số 3 và số 2. Để xem Ngami chúng ta có mở thành công được cái ảo tường này hay không. Rồi, mở thành công rồi đây mà, chúng ta tiếp tục mở rương và để xem ảo tượng khu vực khác đã được mở hay chưa. Cho xin cái bản đồ đi, sang sang ơi, chúng ta vẫn còn ảo tượng khu vực số 2 đây mà. Vẫn tiếp tục ưu tiên búp lực chiến lên.
Như vậy là ảo tưởng khu vực số 7 đã được mở rồi. Chúng ta vẫn còn ảo tưởng khu vực số 2 vẫn chưa được mở. Nga Mi bắt đầu di chuyển sang khu vực số 2. Minh Giáo đây rồi. Minh Giáo vừa bị Vạn Hoa xử lý đặt vòng. Minh Giáo qua bị loạn tiếp tục chiêu 4, chiêu 2. Ui, anh em thấy nó sốc đam kìa anh em. Ui, Minh Giáo phải nói là một cây máu để chiêu 2 một cái. Minh Giáo lên mạng điểm số liền quá ghê gớm. Thấy chưa, nãy mình nói rồi, Minh Giáo mà đặt khi khịa Nga Mi. Nga Mi quay qua tán một cái bụp anh em ạ. Wow, chạy ngay, một tiêu dao. Và anh em có thể thấy được lợi ích chúng ta lên đồ càng sớm càng tốt. Mình mạnh hơn thì mình dùng combo rất đau. Hiện tại Vạn Hoa đang cố gắng mở rương tại khu vực số 2. Dường như Vạn Hoa chỉ có một mình trong bản đồ này. Nhưng mà chúng ta vẫn đang quan ngại một team 3, trong đó có vỏ đen nha anh em ạ. Chúng ta có quần thể kim cang rồi. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 2 rất trống. Đây, team đội bạn đang ăn boss, bao gồm có cả tàn kiếm. Một combo tàn kiếm đã lên bảng điểm số. Quá mạnh cho Nga Mi. Bá đạo thật sự anh em ạ. Như vậy là cái team tàn kiếm vỏ đen tiêu dao đã mất đi một thành viên. Nhưng mà họ vẫn còn một vỏ đen, một quân phái khắc chế rất cứng với Nga Mi. Và bây giờ thì Nga Mi chúng ta sẽ làm gì đây? Đội bạn vẫn còn đang ăn boss chăng? Vẫn còn ăn boss anh ơi. Chiêu 4, chiêu 2 và chúng ta rút lui. Anh em thấy là Nga Mi tầm này có tấn công một kích lượng đam rất cao và anh em không thể nào khinh địch được khi đối đầu với một con Nga Mi như thế này nha anh em ạ. Tại vì cái chiêu của Nga Mi nó đến ít 2 sát thương rất khó chịu. Tiếp tục dồn đam chiêu cuối, chiêu 2 và nhảy. Một lần nữa câu máu tìm đội bạn. Chúng ta đang cố gắng dồn sát thương để quấy rối không cho vỏ đen với tiêu dao ăn boss. Tiếp tục chết tài nguyên. Rồi, di chuyển trở lại khu vực số 1 để tiếp tục câu máu anh em ạ. Đây rồi, tiêu dao vẫn đang yếu máu rồi, cơ hội hay không? Không được rồi, không được rồi, chúng ta đang bị khiêu khích. Có chiêu 1, đặt, ui, tiêu dao có lock không? Tiêu dao không có lock, rất may mắn, tiêu dao đã bị loạn, tiêu dao thất thám và chúng ta rút lui thành công anh em ơi. Như vậy là thời gian của vòng số 2 cũng đã kết thúc và chúng ta đã thành công ngăn chặn được cái team này ăn boss. Team đó chắc cũng cày Nga Mi lắm anh em ạ. Thật sự là tình huống đó mình cũng khá là may mắn bởi vì tiêu dao vẫn chưa hồi chưa lóc nha anh em. Rồi, đang cố gắng xử lý một team treo có cung lôm. Thôi chúng ta rút lui Vạn Hoa nữa kìa anh em ạ. Như vậy hiện tại mình xác định được 3 team, một team Vạn Hoa lẻ, một team tiêu dao vỏ đen, một cái team treo tại khu vực số 4. Và vẫn còn một team nữa trong bản đồ này mà chúng ta chưa biết được đó là môn phái gì. Rồi, cố gắng hồi máu. Đây, vỏ đen và tiêu dao đen có mặt tại khu vực số 6. Tầm này thì Nga Mi dùng đam rất đau nha, nhưng quan trọng chúng ta phải tìm cách xử lý được vỏ đen anh em ơi. Họ đang có giao tranh với một Nga Mi khác, như vậy đó là team lẻ còn lại anh em ạ. Đây rồi, có vòng không? Có vòng nhưng không đặt, chúng ta đang bị khống chế và Nga Mi đã quyết định rút lui. Team đội bạn đã không đuổi theo chúng ta. Căng quá anh em, vẫn còn một con vỏ đen nha anh em ơi. Tình huống này thì Nga Mi sẽ tìm nhiều cơ hội hơn để xử lý vỏ đen. Lại đây, vỏ đen và tiêu dao đang có giao tranh tại khu vực số 4 và có lẽ đây là cơ hội cho chúng ta anh em ạ. Nhưng mà chúng ta đang bị cấu khoảng 40% máu rồi. Bật búp 3 để hồi máu, tiêu dao di chuyển qua, Nga Mi có quay trở lại không? Quay trở lại. Wow, đây vỏ đen đang giao chiến. Mid vòng rồi, đặt vòng ngược trở lại, chiêu 2 và đánh thương. Như vậy vỏ đen đã ăn liên tục những đòn đánh và ra đi anh em ạ. Quá nhỏ cho vỏ đen. Rồi, ngon lành rồi đó anh em. Như vậy là chúng ta đang còn 4 đội, một tiêu dao lẻ, một Vạn Hoa và có lẽ còn một Nga Mi lẻ nên anh em ơi. Như vậy chúng ta sẽ đối đầu với những team lẻ. Và trong đó vẫn còn Vạn Hoa, một môn phái vẫn có khả năng khắc chế tốt với Nga Mi. Và mình hy vọng là tiêu dao sẽ xử lý Vạn Hoa thay Nga Mi nha.
Tiếp tục chúng ta chết tài nguyên và tìm kiếm những team còn lại. Ôi, một con Gami đứng góc kìa, rồi rồi nấp nè. Chiều cuối, chiều 2, đánh thường các kiểu, Gami vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra, đặt vòng rồi xong, lên bảng điểm số luôn anh em. Quá gọn. Như vậy là nhân vật Gami đã ship về cho Gami chúng ta một cái lượng tài nguyên khá là phong phú nha. Như vậy anh em thấy ở cái trận tâm ma này, để solo được một phái Gami, thứ nhất anh em đòi hỏi phải có sự may mắn, một chút xíu may mắn nha anh em ơi. Và cái vấn đề mấu chốt quan trọng thứ hai đó là anh em phải ưu tiên mở rương ở những giai đoạn đầu để chúng ta nâng lực chiến lên. Khi mà chúng ta có được lượng lực chiến ổn định thì một combo của chúng ta rất đau anh em ạ. Như vậy là hiện tại bản đồ chúng ta sẽ còn tiêu dao với Vạn Hoa và không biết ai sẽ là người tiếp theo. Chúng ta đang cố gắng di chuyển sang khu vực số 5. Rồi, đã bị khống chế, bị lóc, bị tàn phế rồi. Đang cố gắng đặt vòng. Tiêu dao thất thảm, không xin nhê anh em ạ. Ôi chạy đâu, chạy rồi đường cùng luôn. Cái này đặt vòng là bao dính anh em ơi. Chiều 2 nè, đánh thường nè. Ôi không cần đánh thường luôn rồi, con tiêu dao tự chết luôn. Quá gọn anh em, quá gọn. Rồi, anh em thấy là cái team tiêu dao, bỏ đen và tàn kiếm có lẽ là họ sẽ về tâm sự với nhau rất là nhiều trong cái trận tâm ma này. Bởi vì một trận tâm ma mà cả ba môn phái rất là bá đạo, ba môn phái rất mạnh đã lần lượt bị Gami chúng ta xử lý. Rồi, chúng ta chỉ còn đối đầu với một mình Vạn Hoa. Vạn Hoa sẽ rất mạnh khi có lính, nhưng nếu Vạn Hoa không có lính thì sẽ hơi bị lép vế hơn nha anh em ơi. Chúng ta cần phải tìm cách cấu rỉa Vạn Hoa. Và anh em phải chú ý nha, Vạn Hoa dùng đam rất đau, do đó anh em phải hết sức cẩn thận. Gami vẫn rất bình tĩnh anh em ạ. Vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục mở rương. Vạn Hoa xuất hiện tại khu vực số 2 rồi. Thời gian của vòng số 3 chúng ta chỉ còn khoảng 1 phút 20 giây nữa là kết thúc. Và Gami vẫn tiếp tục mở rương, chắc đang có ý định nâng lên full 2k1, 2 triệu mốt lực chiến anh em ạ. Rồi, chuẩn bị có lượt tài nguyên cuối cùng nha anh em ơi. Đây là lượt tài nguyên rất quan trọng để chúng ta trang bị thêm các loại tài nguyên tấn công bạo kích. Đó, có bạo kích mới nữa anh em ạ. Vạn Hoa không úp về Gami, Vạn Hoa này mình thấy sao sao ta, không lẽ là chắc Queen Gami rồi. Đây, vẫn mở rương. Đã bị kia Gami chúng ta đang cố gắng truy đuổi, Gami đang cố gắng đuổi theo Vạn Hoa, đặt vòng, khống chế được rồi, chiều 2. Vạn Hoa đã bị lòn anh em ơi, Vạn Hoa đã xuống ngựa, Vạn Hoa đã hồi máu rồi, chúng ta đang bị dùng đam anh em thấy không? Đam rất sốc. Gami vẫn đang tiếp tục cố gắng tìm cách đuổi theo Vạn Hoa, thời gian chúng ta chỉ còn khoảng 25 giây nữa. Như vậy Vạn Hoa đã vừa lên 7x anh em ạ. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để tìm kiếm Vạn Hoa và cấu thêm một lượng máu nữa. Phát hiện mục tiêu, chiều 2, đặt vòng các kiểu, Vạn Hoa lại bị lọn nữa rồi. Vạn Hoa đã phải ngã xuống anh em ơi. Điều gì đã xảy ra cho Vạn Hoa, quá là tuyệt vời. Một trận solo phải nói là rất hay anh em ạ. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.